Chiều ngày 10 tháng 4 tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2018. Đến dự với buổi họp báo có đại diện ban tổ chức và các cơ quan thông tấn báo chí. Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam được phát động vào ngày 12 tháng 12 năm 2017 là giải thưởng đặc biệt quan trọng mang tầm quốc gia do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng và Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo, bảo trợ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường Bất động sản và Bộ Xây dựng. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án hoặc dự án công trình tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nhanh, bền vững và minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Qua đó, khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng, phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực quốc tế, tạo ra xu hướng xanh, sạch, đẹp trong đầu tư phát triển các dự án bất động sản, đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao, tạo kênh tham khảo trong việc phân cấp thứ hạng thương hiệu, sản phẩm trên thị trường, giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín với khách hàng. Lễ trao giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp đoạt giải và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.